những chú chó nghiệp vụ với thính giác, khứu giác và thị giác đặc biệt phát triển, phải vượt lửa, vượt tường cao, bò trườn để tiếp cận tội phạm. Ngoài ra, còn phải đối mặt với tiếng nổ lớn và khói của đạn pháo khi trấn áp tội phạm mang theo vũ khí, vật liệu nổ. Đó là những gì chó nghiệp vụ được huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Sử dụng Động vật Nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đối với những chú chó mới thì chúng tôi thực hiện rất nhiều các cái bài tập khác nhau để rèn luyện tính kỷ luật và tính phục tùng của chó nghiệp vụ. Đối với chúng tôi thì bài tập kỷ luật là quan trọng nhất. Song song với những cái bài kỷ luật thì chúng tôi cũng phải làm tốt cái công tác thân hòa, làm sao mà coi con chó của mình nhận đấy nó như một là người bạn của mình. Ngoài chăm sóc, huấn luyện chó nghiệp vụ, các chiến sĩ cảnh sát cơ động tại trung tâm còn phải giả làm đối tượng để chó nghiệp vụ tấn công. Công việc này đòi hỏi thể lực và sự gan dạ. Các chiến sĩ phải tuân thủ những nguyên tắc an toàn, chú ý kiểm tra đồ bảo hộ, đứng vững theo thế võ cơ động vì nếu ngã xuống có thể bị cắn vào yết hầu. Không chỉ huấn luyện và tác chiến, trung tâm còn phối giống và phát triển nguồn gen cho các chiến sĩ chó nghiệp vụ.